Cứ đều đặn vào trưa thứ tư hàng tuần, một nhóm từ thiện không tên do các bạn trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Huế cùng hội tụ để tự tay chế biến và mang đến cho bệnh nhân khoa ung bướu Bệnh viện Đại học Y Dược Huế những hộp cháo nóng tình thương. Ghi nhận của phóng viên về những việc làm tử tế mang đầy tính nhân văn này. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với các bệnh nhân khoa ung bướu Bệnh viện Đại học Y Dược Huế vào mỗi thứ tư hàng tuần. Những hộp cháo ấm nóng cùng vài lời chuyện trò gần gũi. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của em Bảo Long, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong phòng, làm cho những bệnh nhân xung quanh cũng cảm thấy ấm lòng. Hôm có mẹ mà tớ, em sốt á, cháu sốt, mẹ thì cắm cũng biết chứ hết, chị cho gì cái thứ ngồi ốm cháu thôi. Nghe nói cháu mà tớ phát bình mà, gì sức. Từ đi bữa tiêu là vô là mẹ thật, mẹ em tớ giúp đỡ, cho chó gì cháu đồ rồi, việc quan tâm cho cháu dọ là gì, cũng cảm ơn chị gì xúc động. Các cháu từ đấy rất là hòa đồng, hòa nhà, biết là kính trọng người đó, và có những lời lẽ có rất là tế nhi, đồng viên cho người đau, nó thấy cái sự thoải mái. Đó, còn nó có thể nó gần gũi với nhau, nó gắn kết với nhau giống như người thân ấy. Trước đó một ngày, với số tiền từ các nguồn hỗ trợ và vận động quyên góp, nhóm bạn trẻ này đã tất bật đi chợ từ sớm để chọn mua những thực phẩm an toàn và đảm bảo chất lượng. Với số lượng trung bình 90 phần cháo hàng tuần cho bệnh nhân, khâu chế biến được thực hiện trong vòng từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Tuy mệt mà vui, các bạn trẻ đều có những trải nghiệm thú vị về làm việc nhóm, cũng như niềm hạnh phúc giản dị khi được mang hơi ấm tình thương đến với người bệnh. Khi mà các bạn đến cùng tham gia với nhóm, các bạn sẽ thấy là cái nụ cười của bệnh nhân rất là làm cho mình rất là hạnh phúc. Bệnh nhân luôn nghĩ là trưa này sẽ có một cái gì đó, không phải là một phần quà mà là cái tình cảm từ bên ngoài tới họ. Những hộp cháo tình thương lại theo chân nhóm đến với các bệnh nhân khoa ung bướu, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh đến thế. Đối với họ, một bát cháo không chỉ đơn giản là món quà vật chất, mà đó còn là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp bệnh nhân có thêm niềm tin trong cuộc chiến lâu dài với bệnh tật. Họ đang cảm thấy là suy sụp và phải đối diện với bệnh tật á, thì nhóm mong cho mọi người là cảm thấy được sự ấm áp từ tình cảm của con người. Qua đó là bệnh nhân có thể thấy có tinh thần lạc quan hơn để chống chọi với bệnh tật. Và mục đích thứ hai á, là nhóm muốn hướng đến những tình nguyện viên của nhóm. Thì các bạn khi mà tham gia hoạt động này á, thì các bạn sẽ cảm thấy được tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp xúc môi trường bệnh viện. Thì các bạn sẽ thấy được là mình cảm thấy lạc quan hơn, nhìn thấy động lực người ta thì của những bệnh nhân cô chú ở đây á, thì các bạn sẽ cảm thấy là yêu đời hơn. Và khi mà mình trao đi tình thương cho người khác thì mình cũng nhận lại những niềm vui của mình. Cùng nhau sẽ chia tình yêu thương và lan tỏa những việc làm tử tế. Những hoạt động thiện nguyện như thế này sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng và liên kết một cộng đồng nhân văn, có tình thương và trách nhiệm. Cùng với sự hỗ trợ nhiều hơn từ các tổ chức thiện nguyện trong thời gian tới, những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục đến với những hoàn cảnh kém may mắn hơn vẫn còn nhiều trong cuộc sống này.